Nãy giờ chị có dùng cái bánh cũng như là nước của em cho chị, giờ chị thấy cảm thấy như thế nào, có ấm lòng nó hơn cho chị? Nó chỉ gật đầu thấy dễ thương ghê chứ không mà cô bác. Thấy chị hiền thương chị quá. Chị mặc dù chị không nói được nhưng mà chị nghe được cái lời của mình không mà cô bác. Thì chị ơi, em muốn hỏi thêm là như vậy nè. Thì chị có mong muốn cái điều gì thêm không ạ? Đó. Có phải không? Giờ em hỏi em nói có phải không nha? Là cái điều thứ nhất là em suy nghĩ là chị có muốn được siêu thoát về thế giới cực lạc không, có muốn hoặc là đi đầu thai không hay chị? Có hả? Bây giờ thì hôm nay thì em giờ này cũng khuya trễ rồi, thì chắc có lẽ em sẽ trở lại được sau và em sẽ cũng làm cái nghi thức cúng kiến và em sẽ cầu siêu cho chị được siêu thoát, chị đồng ý không ạ? Chị là chị đồng ý, chị quẩy tay hay là gật đầu cũng được ạ. Rồi chị gật đầu đồng ý nè con bác. Ui, hình như là chị biết mình đến đây ngày hôm nay, biết mình đến đây cúng nhang hương cho mình hay sao không mà cô bác? Chị đứng đây nè. Dạ em chào chị. Ôi, chị ơi, ngày hôm nay em sẽ Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Án Lam Tắc Hà, Án Lam Tắc Hà, Án Lam Tắc Hà. Anh Nguyễn TV xin mến chào ông bà cô chú chị em. Lâm xin chúc tất cả ông bà cô chú chị em ngày mới tốt lành, thanh tâm an lạc, luôn luôn vui vẻ, trẻ đẹp, đặc biệt gặp nhiều may mắn cuộc sống. Thì ông bà cô chú chị để trở lại cái căn nhà của chị mặc áo trắng hôm bữa, là hôm nay Lâm sẽ cũng như lời hứa với chị đi trở lại đây sẽ cúng và làm cái nghi thức cho chị được bánh trái cúng, đèn cầy hương khói đều đầy đủ cho chị được ấm no nha ông bà cô bác. Chứ bữa thấy chị đốt cái hương, chị hửi cái nén hương thấy chị tội nghiệp thương chị quá. Bây giờ thì video thế nào Lâm sẽ bước chân vào đây chia sẻ trong bà cô chú chị xem và đặt nghi thức cúng cho chị nha. Giờ đi vào ạ. Thì vào bên trong nha. Ôi, hình như là chị biết mình đến đây ngày hôm nay, biết mình đến đây cúng nhang hương cho mình hay sao ông bà cô bác? Chị đứng đây nè. Dạ em chào chị. Ôi, chị ơi, ngày hôm nay em sẽ đi đến đây làm nghi thức và cúng bánh trái cho chị nha, chị có chịu không ạ? Rồi chị đồng ý rồi, bây giờ thì em sẽ đi vô đây và sẽ cúng cho chị nha. Chị đi rồi con bà con bác, mình cũng đi theo chị luôn nha. Chị đi qua đó rồi mà cô bác ơi, nên chị ngại cái cam hay sao? Chị ngại cái cam sao mà cô bác? Em sẽ đặt máy bên đây nha, cũng là cái vị trí này nè. Mình sẽ đặt cái vị trí này cho chị, chia được hửi khối nén hương nha mà cô bác. Mấy thời chị đi qua đây rồi mất tiêu. Chị ơi, chị xuất hiện cho em thấy cái được không ạ? Em bắt đầu đặt cái hương chị nha. Chị đồng ý, chị quẩy tay hay là gật đầu cũng được ạ. Rồi chị gật đầu đồng ý nè con bác. Giờ Lâm sẽ đặt nha, ở cái vị trí này nè.
Thì ông bà cô bác ơi, Lâm sẽ chọn một cái vị trí nào, rồi Lâm sẽ đặt xuống đây nha, kiếm vị trí nào cho nó sạch sạch đẹp chút nha ông bà cô bác anh chị. Lâm sẽ để ngay chỗ này nha, chắc là vị trí này đi. Lâm sẽ kiếm cái dáng lót luôn ha, nó cho nó đẹp chút xíu đâu mà cô bác. Thì cũng như chị ơi, cũng như lời em đã hứa với chị, cũng như ông bà cô bác ơi, hôm bữa Lâm cũng đi đến đây rồi, clip trước á Lâm chỉ có cái nén hương với có nén hương không chứ không có gì nữa chứ. Hôm nay thì Lâm xin đem theo đầy đủ ha ông bà cô bác ha, có nướng nè, đây nó nướng nè, mình sẽ để đây nước kìa, bánh nào mà cô bác. Đây Lâm mà như là rất chiều có cái có gì đó là quên 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 đủ thứ cho nên ông bà quá còn tùm lum nữa chưa, quẹt rồi còn cái gì nữa ta, còn à đó, bánh trái cái vị trí này đi, ở đây thì nó không thấy được cái ha, sàn tới sàn lui hoài. Rồi đây là do chỉ là người nữ không bà cô bác, cho nên là mình chỉ có cúng nước nước lọc thôi, chỉ ăn bánh nước lọc. Thấy chỉ bữa tội nghiệp luôn bà cô bác ơi, chỉ hiền lắm chứ gặp mấy cái vong linh mà ấy là ta không có ấy cho mình đâu. Thấy vô đây người ta thấy mình người ta làm hung lắm. Phải có nước luôn, hai ly nước, bánh trái, đèn cày với vàng mã luôn nha, mà đốt vàng đốt tiền cho chỉ luôn nha, đốt đèn cày. Có tiếng gì? Ôi Lâm mới thấy chỉ à, tại vì chú nung nóng á giờ ông bà cô bác. Chị ơi chị chờ em chút xíu nha, chị hiền lắm ông bà cô bác ơi, chị rất là văn minh đó. Chị là rất là văn minh luôn, như là em nói ở đây Lâm nói ở đây là chị hiền lắm, chị rất là lễ phép lịch sự lắm, khi mà cúng nén hương chị cũng xá tay chị mừng lắm kìa, cho nên là Lâm không thương chị sao được ông bà cô bác. Giờ Lâm sẽ đốt hương rồi bắt đầu Lâm sẽ để cái này nước này luôn nha, đốt hương thì chỉ thì để chỉ nồn nó mà con bác. Thì Lâm cũng sẽ đọc cái bài câu niệm Phật, chắc là Lâm sẽ tìm chỗ nào Lâm ngồi xuống rồi Lâm sẽ giống như Lâm sẽ đọc một cái đoạn kinh ngắn như là Phật Di Đà đó mà cô bác, để cho chị nghe được chị ấm lòng, rồi đọc xong là Lâm sẽ lưu cái nghi thức ra để mà cho chị hưởng những cái bánh cũng như là những cái vàng bạc cái tiền nè, đó là bánh trái nước này kia ha. Thì Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Đại Bi Quan Tham Bồ Tát, Nam mô Đại Bi Quan Tham Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô các chư vị cũng như các gia chủ dùng minh của chị này, cho Lâm hôm nay có duyên lành thắp mái nén hương, bánh, nước, đèn cày, vàng mã để cho thắp hương cho cái chị này. Thì Lâm cũng không rõ là chị tên gì, chỉ biết là vong linh ở trong cái ngôi nhà này là chị mặc áo trắng đó. Thì chị ơi, hôm nay em đến đây chị thắp cái hương và xin phép chị chia sẻ video lại cho ông bà cô chú chị xem. Rất mong chị hãy xuất hiện và hiện nguyên hình ra và thưởng thức những bánh trái của em cúng cho chị nha. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. Án Lam Tắc Hà, Án Lam Tắc Hà, Án Lam Tắc Hà.
sẽ cắm cái hương xuống đây. Và Lâm cũng sẽ tìm cái chỗ nào ngồi. Lâm sẽ đọc cho chị một cái bài chú. Lâm sẽ tìm cái vị trí nào. Lâm sẽ đọc một cái bài chú cũng như Phật Di Đà cho chị được ảm lòng và cũng như là theo những cái lời cầu nguyện của mình, để mà làm cái nghi thức này cho chị biết được là có người đang cúng cho chị, cho nên là người ta sẽ chấp nhận, hoặc là có thể là cái hai người mà đầu trâu mặt ngựa, có thể họ sẽ hiểu được những cái lời của mình và sẽ cho chị này được dùng những cái đồ này thoải mái nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Bi Quan Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Âm Bồ Tát. Rồi ông bà cô bác ơi, giờ Lâm đọc xong rồi, Lâm sẽ đốt giấy bạc và Lâm sẽ lui ra các bàn nghi thức cho chị vào đây để mà hửi khói nhang bánh trái nha ông bà cô bác. Xíu nữa hơn chảy nước này để qua bên đi, một xíu nữa đổ hết. Do ở đây cặp lộ đông mà cô bác, cho nên là xe chạy qua chờ lợi nó hơi ấy chút, cả nhà thông cảm nha. Ủa, cô bác thông cảm nha. Thì em cũng có đốt vàng cho chị, đốt tiền cho chị có cần thiết thì chị dùng nha chị gái. Thì ông bà cô bác ơi, Lâm nãy giờ Lâm lui ra rồi mà Lâm thấy như là có mấy cái bàn này chị, hình như là chị xuất hiện á. Lâm thấy ly nước giật nè, rồi bánh trái này kia nó cũng như là chưa gan nát, giống như chị đã dùng rồi thì sao đâu mà cô bác. Lâm đem cái cam về cho ông bà cô bác xem nè. Nè ông bà cô bác, bánh nãy là mà ship ngắn này lắm. Mình sẽ đặt cái máy xuống và sẽ chờ trò chuyện, có một số chuyện này sẽ nói với ông bà cô bác nghe, cho ông bà cô bác hiểu nha. Nè thì ông bà cô bác ơi,
Những cái này chắc có lẽ là nước này nãy lâm gót nhiều lắm, bây giờ thì một bên thì còn miếng, một bên thì ấy. Càng cày sết bánh này là dường như là chỉ đã dùng rồi đó. Thấy nó dùng hết một mớ rồi nè ông bà cô bác. Được chưa? Thì chắc có lẽ Lâm sẽ bật cái máy lên và Lâm sẽ hỏi chị coi chị có hiện hình lên không, để mình hỏi chị thêm một cái vấn đề nữa là chị còn có vấn đề gì thắc mắc nữa hay không đó. Chứ Lâm thấy là như là có cái điều gì thắc mắc chưa có xong, tại vì Lâm nghĩ là chắc có lẽ là Lâm chưa cầu siêu, thì hôm nay Lâm chỉ là cúng bánh thôi. Nhưng mà Lâm sẽ bây giờ không nói vòng vòng nhiều, Lâm sẽ bắt cái máy lên và tìm chỉ coi, thấy chỉ mày hỏi chỉ cho rõ hơn nha. Nhiều khi chị không muốn chưa thoát thì ở đây thì sao đó, là mình cái máy mới đi kiếm chỉ nha. Ủa chỉ đâu ta? À chỉ kìa, chỉ kìa ông bà cô bác, mình đứng xa xa cho chỉ đây, chỉ nghe ngại cái cam nha. Giờ mình hỏi chị nha. Ông bà bác thấy rõ mà. Dạ em chào chị ạ. Chị ơi nãy giờ chị có dùng cái bánh cũng như là nước của em cho chị, giờ chị thấy cảm thấy như thế nào, có ấm lòng no hơn cho chị? Nó chỉ gật đầu thấy dễ thương ghê chưa ông bà cô bác. Thấy chị hiền thương chị quá. Chị mặc dù chị không nói được nhưng mà chị nghe được cái lời của mình ông bà cô bác. Thì chị ơi em muốn hỏi thêm là như vậy nè. Thì chị có mong muốn cái điều gì thêm không ạ? Đó. Có phải không? Giờ em hỏi em nói có phải không nha. Là cái điều thứ nhất là em suy nghĩ là chị có muốn được siêu thoát về thế giới cực lạc không, có muốn hoặc là đi đầu thai không hay chị? Có hả? Bây giờ thì hôm nay thì em giờ này cũng khuya trễ rồi, thì chắc có lẽ em sẽ trở lại được sau và em sẽ cũng làm cái nghi thức cúng kiến và em sẽ cầu siêu cho chị được siêu thoát, chị đồng ý không ạ? Vậy là chị đồng ý, chị không muốn ở đây nữa đúng không chị? Trời ơi, chị mừng, chị xả mình kìa. Dạ được rồi chị ạ. Rồi em sẽ lần sau em sẽ lại và sẽ làm nghi thức, chị em sẽ cầu siêu cho chị được siêu thoát nha. Bây giờ thì ráng chị chờ em lại nha. Chị đi vô luôn rồi ông bà cô bác. Thấy chị hiền tội nghiệp quá. Thì chắc có lẽ Lâm sẽ kết thúc video tại đây. Thì ông bà cô bác ơi, mới thầy Lâm trò chuyện với chị rồi đó. Thì chỉ là muốn được đi đầu thai, muốn siêu thoát ra khỏi căn nhà này. Mà giống như chị giống như cái lời những lời mình nói là chị không có ai cầu siêu chị, không có ai làm cho chị siêu thoát được, cho nên là chị không có khả năng. Chúng ta là con người còn sống thì Lâm sẽ cố gắng tìm hiểu cái nghi thức đó và Lâm sẽ trở lại được sau. Lâm sẽ cầu siêu và cho chị được siêu thoát nha bà cô bác. Bây giờ chắc có lẽ Lâm sẽ cái nghi thức này Lâm sẽ gom một số cái nghi thức để lại. Còn nhiều bánh trái thì Lâm sẽ để lại cho chị, cái chai nước luôn, có khi là chị sẽ khát nước thì chị có thể là dùng luôn cái chai nước này luôn nha bà cô chú anh chị. Những gì là ở đây là thuộc của chị hết á. Nghe chị, cái này là thuộc hết của chị. Thôi video Lâm sẽ kết thúc tại đây nha. Chào ông bà cô chú anh chị. Hẹn ông bà cô chú anh chị những cái video sau Lâm sẽ trở lại gần nhất và sẽ cầu siêu chỉ cho chị được siêu thoát điều thai nha ông bà cô bác. Lâm chào ông bà cô bác.